Lòng thương xót Chúa con. Dạ con kính chào, con kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con tên là Ngô Phong Vũ ạ. Hôm nay con đến làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Con có bệnh viêm xoang ngay từ nhỏ và đến bây giờ thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của con rất nhiều. Nhờ cầu nguyện lòng thương xót thì bây giờ con đã đỡ hơn rất là nhiều. Hallelujah. Làm sao mà con biết được lòng thương xót Chúa mà con đến đây cầu nguyện và làm chứng? Dạ, lúc trước thì có một vị bác sĩ đến nhà con khám bệnh, có nói là hãy mở lòng thương xót của cha. Thì nhà con có mở, nhưng lúc đó con không quan tâm lắm. Chỉ đến khi con lên đây con học đại học thì con mới bắt đầu nghe lòng thương xót và con đi đến đây để cầu nguyện. Con bao nhiêu tuổi và con đang làm cái gì? Dạ, con 23 tuổi, con đang làm thợ chụp ảnh. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người bác sĩ. Bác sĩ thì lúc nào cũng tin vào khoa học chứ, và y khoa chứ, làm gì mà tin vào phép lạ. Ấy vậy mà đến chữa bệnh cho người ta, thay vì bảo người ta chạy đến tôi để tôi cho thuốc, thì ông bác sĩ lại bảo là chạy đến với lòng thương xót Chúa, mở ra mà nghe. Và người anh em này không quan tâm gì cả, nhưng mà đến khi lên đại học thì đã bắt đầu quan tâm, đến khi đau bệnh nặng thì đã bắt đầu quan tâm đến lòng thương xót Chúa và được Chúa chữa lành. Hôm nay người trẻ này đến đây để làm chứng về lòng Chúa thương xót. Con còn gặp ông bác sĩ đâu? Con gặp không? Con có gặp ông bác sĩ đâu? Con gửi cho ông bác sĩ giùm cha cái món quà 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nhé. Con muốn làm chứng thêm. Dạ, khoảng 2 năm trước thì khi con chở bạn con về từ quê thì đi ngang khúc cầu Long An, thì lúc đó con đi đeo đinh lên cầu thì con bị trượt bánh xe. Và khi vừa trượt xuống thì con chỉ kịp nói mẹ của con thì xe con lật vào trong lề, bạn con cũng căng vào trong lề. Lúc đó thì sau có một người tránh con thì anh ấy cũng ngã xuống, và lúc đó có một xe ben ở phía sau chạy tới. Thì may là anh ấy chỉ ngã xuống cách một chiếc xe ben chỉ khoảng chút xíu thôi, không sao hết, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Rồi, cảm ơn con, cha gửi tặng cho con thêm một cuốn sách nữa, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời bé lên đây bé, khóc quá lên đây con.